Mến chào cô chú anh chị, hôm nay Tâm lại review và giới thiệu cho gia đình mình một cái căn nhà vườn cực kỳ là đẹp luôn. 1000 thổ cư luôn, ngang 25 dài tới 40, wow, quá là tuyệt vời. Với một cái căn nhà ngay trung tâm huyện Cần Đước luôn cô chú anh chị. Đây, nhìn xa xa cách khoảng 200m thì ngay là công an huyện Cần Đước luôn ha cô chú anh chị ha. Và xung quanh đây thì có ủy ban, có phòng công chứng và có ngay chỗ khu vực là trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 Cần Đước, quá là tuyệt vời luôn. Và căn nhà của mình á cô chú anh chị, mình có hai hướng đi. Hướng thứ nhất, gia đình mình đi theo đường Đinh Đức Thiện ngay chợ Bình Chánh, chạy thẳng vào bên trong nhà cách 10 cây số, cách chợ Bình Chánh 10 cây số. Hướng thứ hai mình có thể là đi trên quốc lộ 50 từ ngay cầu Ông Thình, cô chú anh chị mình di chuyển đến cầu chợ Chạm, quá là tuyệt vời. Thì với một cái căn nhà cực kỳ là đẹp và sang, với một cái mức giá rất là dễ thương, cô chú anh chị mình có 1000 thổ cư. Ở đây sổ thì có 4 sổ ha, và sổ nào cũng có thể hiện đường đi. Và ở đây thì vay được ngân hàng thoải mái và full thổ cư luôn. Thì hiện tại cô chú anh chị mình thấy là nhà mình thì có được là một cái căn nhà rất là to ở bên trong, được ốp lát gạch đinh rất là dễ thương ha, nó lạ, nó một cái thiết kế kiểu cổ điển. Và ở ngoài thì có chòi cá để mình có thể câu cá. Và đối diện mình thì đang hình thành một khu dân cư luôn, ở làm đường đầy đủ hết nha cô chú anh chị, xây những cái nhà phân lô. Và ở đây thì với một cái căn nhà vườn cho đại gia. Và cô chú anh chị, cái căn nhà này của một vị thầy hay đi làm từ thiện, thì chúc gia đình mình sẽ thấy ở bên trong là có quần áo rất là nhiều. Với một cái căn nhà hướng Tây thuộc về Tây Tứ Mệnh, ngang 25 dài tới 40, quá là đẹp luôn. Ở ngoài đây thì có vườn cây ăn trái nè, những cây xoài, cây vú sữa và cây khế đầy đủ hết cô chú anh chị ha. Ở đây thì có cây nhãn nè, rồi cây hai cây nhãn, cây xoài. Rồi ngay khu vực đây thì mình có được là một cái căn nhà chính của mình ha. Căn nhà chính của mình thì có được hai là phòng ngủ nè, phòng khách, phòng bếp, nhà vệ sinh. Rất là thoáng luôn. Và căn nhà này vay ngân hàng được 50-70% giá trị nhà, với tổng mức giá là 6 tỷ 500 triệu, quá là tuyệt vời ha. Và ở đây thì có một cái tiểu cảnh những cái gạch viên đá sỏi mình có thể ra chòi. Ở khu vực đây là chòi cá ha, nhìn cực kỳ là đẹp và sang. Và ngay đây thì có được là nguyên một cái hồ bông súng nè, đó, bông sen rất là sang. Cô chú anh chị mình thấy một cái chòi ngay khu vực đây, mình có thể ăn nhậu, mình có thể là tổ chức tiệc tùng thoải mái luôn. Và với một cái căn nhà vườn dành đến cho cô chú anh chị mà full thổ cư thì quá là ok. Mình chạy trên tuyến đường quốc lộ 1A cũng được, hoặc là cách với trung tâm thành phố thì tầm khoảng đâu đó là 20-25 cây thôi cô chú anh chị ơi, quá là ok. Rồi ngay đây mình cũng có rất là nhiều quang cảnh ha. Cực kỳ là đẹp. Đây là cây nhãn xuồng nè, rồi cây mận nè, rồi ở đây thì có cây cây mít ha, đầy đủ hết. Rồi khu vực đây thì còn rất là nhiều nhà dân, và gần gần ngay đó thì có những căn biệt thự nữa ha ha, quá là đẹp luôn cô chú anh chị đó. Rồi nguyên một cái khu dân cư hiện hữu bên kia luôn, nhà phân lô đó cô chú anh chị ha, đó rất là đẹp luôn. Và ngay đây thì mình có được là cây mãng cầu, cây mít, hai cây mít đây đó, cây bưởi nè, rồi rất là đẹp luôn. Nguyên một cái vàng bầu mướp bí ở khu vực đây, cô chú anh chị thấy bầu mướp bí ha, đó rất là đẹp luôn. Thì Tâm sẽ cho gia đình mình xem quang cảnh bên ngoài trước, sau đó rồi mình sẽ vô cái nhà bên hông của mình ha. Rồi ngay đây ngay đây là nguyên một cái vườn rau sạch đây, cô chú anh chị thấy rất là đẹp luôn. Đó, cực kỳ là đẹp và sang. Nguyên một cái vườn rau sạch đây. Và xung quanh đây là nhà cực kỳ là đẹp và rất là sang trọng luôn. Đó, kiểu mà tân cổ điển gạch đinh hết gia đình mình. Rồi, ở ngoài đây nè, cô chú anh chị mình đi rất là thoáng và mát luôn. Mình có được là một cái cổng sau. Đây là một cái không gian của bếp đây. Đó, rất là thoải mái luôn. Để mình có thể là rửa bát, rửa chén số lượng lớn để khi mà có tiệc tùng, thôi nôi tiệc cưới thì quá ok. Rồi ngay khu vực đây là bếp của mình nữa ha. Rồi nhà vệ sinh, nhà vệ sinh đây. Cái nhà mình là nhà cấp 4 ba gian nên rất là thoải mái. Nhà vệ sinh thì những cái thiết bị vệ sinh là tất cả đều là nhập khẩu hết ha. Thì ở đây thì nhà chuyên làm từ thiện nên là cô chú anh chị mình thấy là không gian ở bên trong, đó, quần áo rất là nhiều ha. Ở đây thì có được là không gian bếp rộng nữa nè, rồi có được là hai phòng ngủ nè, phòng khách, phòng phòng nghỉ chờ ha. Rồi ngay đây là một cái khoảng hành lang nhà mình đây,
quá là rộng luôn. Mình cũng có thể làm một cái phòng nghỉ ngơi cho bạn bè người thân nữa ha. Được lắp máy lạnh hết rồi và được tặng full hết ha, không có lấy gì hết, đưa tặng hết cho gia đình mình luôn. Đây làm gạch đinh rất là dễ thương ha. Những cái ô này mình có thể là chụp hình selfie, đối với những chị em phụ nữ rất là thích đó, đứng ở đây chụp hình quá là đẹp luôn. Đấy. Và ngay khu vực đây thì có được là nơi để mình có thể là nghỉ chân đó. Và xung quanh hai bên đều có là hành lang hai bên hết ha. Căn nhà này xây rất là kiên cố và chắc chắn, nhìn cực kỳ là đẹp luôn. Đây nhìn hai bên đây cô chú anh chị ha. Đó. Và ở đây á, thì gia đình mình có thể là tổ chức tiệc tùng hôi nôi, tiệc cưới sinh nhật khoảng tầm đâu đó là 30 bàn trong khuôn viên nhà mình ha. Ở trong khuôn viên nhà mình luôn, quá là đẹp luôn. Đường vào thì Tâm cũng chia sẻ luôn là đường ô tô ha, ngay ủy ban huyện luôn và ngay với lại là công an huyện Cần Đước, chạy thẳng vào bên trong nhà. Đây đường ở khu vực là có thể hiện đường luôn. Đường đây là đường 4m ha cô chú anh chị. Ở đường 4m rộng và thoáng. Ở ngoài thì đá xanh, ở trong đây đổ bê tông hết rồi. Và bên trong đây xe mình cân rất là được 3-4 chiếc luôn nè, ngay đây luôn ha. Rồi ngay khu vực đây thì rất là đẹp với những cái hàng bông 10 giờ. Hay cô chú anh chị thấy hàng bông 10 giờ ha, những cái cây bông giấy nè, rất là dễ thương. Họ hâu tuyệt vời luôn, tuyệt mà ông mặt trời luôn. Rồi ngay đây thì có được là những hàng bông giấy, bông mai nè, mai trước nhà đem đến may mắn, tài lộc ha. Một cái thế là rồng bay, phượng múa ha cô chú anh chị. Rồi ngay đây thì có được là những cái hàng 10 giờ và bông sam ha. Và khu vực đây là tiểu cảnh Hòn Ngon Bộ đây, rất là dễ thương luôn cô chú anh chị. Tiểu cảnh Hòn Ngon Bộ, những cái thác nước rải xuống nè, rồi chú anh chị thấy không, rất là đẹp luôn. Và những cái cây sứ gốc rất là to và thế rất là bự luôn. Và Tâm cũng nhắc lại thông tin của căn nhà mình. Căn nhà mình á, là với diện tích là ngang 25 dài tới 40m, kết cấu là nhà cấp 4, có mảng sân vườn, có ao cá và có tiểu cảnh Hòn Ngon Bộ, có một cái khu vườn rau sạch ha. Căn nhà của mình có được là một cái khoảng sân rất là rộng để mà mình có thể là đậu xe đó. Và 1000m2 full thổ cư luôn. Hướng nhà là hướng Tây, thuộc về Tây Tứ Mệnh, thuộc là Cần Đước, tỉnh Long An, và ngay trung tâm huyện Cần Đước luôn. Có được là trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 và ủy ban, rồi có được là cơ quan hành chính, có được là công an huyện Cần Đước luôn. Và với một cái căn nhà cực kỳ là đẹp, có hai phòng ngủ nè, phòng khách, phòng bếp và có một cái phòng chờ rất là rộng luôn, hai bên hành lang rất là to theo kiểu kiến trúc tân cổ điển ha. Và căn nhà của mình á, của một cái vị thầy hay làm từ thiện, thấy quần áo bên trong rất là nhiều của chú anh chị ha. Và thầy muốn bán để có việc để lo Phật sự, thì cô chú anh chị nào thích căn nhà này với mức giá vay được ngân hàng là 50-70% giá trị nhà, chỉ cần thanh toán đúng 3 tỷ thôi. Còn bao nhiêu ngân hàng cho vay và tổng mức giá của căn nhà này là 6.500.000.000, thương lượng mạnh mẽ luôn của chú anh chị để thầy có thể làm việc từ thiện nữa ha. Và với một cái quang cảnh rất là đẹp như thế này thì cô chú anh chị mình có hai tuyến đường đi. Tuyến thứ nhất là ngay trục đường quốc lộ 1A từ chợ Bình Chánh vào bên trong nhà chỉ 10 cây số qua chợ Gạch Chiến để đến trung tâm huyện Cần Đước. Tuyến thứ hai đó là quốc lộ 50 từ ngay cầu chợ Trạm để vào bên trong nhà chỉ có 1 cây số thôi. Và cô chú anh chị mình cách với là trung tâm thành phố quận nhất, quận 5, quận 3, Bình Tân, Tân Lửa khoảng 25 cây số cô chú anh chị ha. Với một cái căn nhà cực kỳ là đẹp và sang, nhanh tay sở hữu một căn nhà vườn 1000m2 dành đến cho những ai, những cô chú anh chị nào mà có được một cái căn nhà đẹp, một cái căn nhà để mình làm sân vườn tiểu cảnh. Cảm ơn rất là nhiều, xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.